Một sản phẩm giá trị sẽ đi kèm với một bì hồ sơ sản phẩm rất sang, đầy tinh tế về sự chỉnh chu mà Kỳ Lân gửi gắm đến với tất cả quý khách hàng. Đây là chiếc đồng hồ Omega chính hãng được khách hàng đặt của Kỳ Lân, và đồng hồ này là một trong những thương hiệu đồng hồ về sự sang trọng từ rất xa xưa đến giờ rồi. Thương hiệu Omega thì chắc chắn rằng tất cả chúng ta ai cũng đều biết. Trên 100 triệu một tí thôi, chúng ta sẽ sở hữu ngay được một chiếc đồng hồ Omega chính hãng New. Đây là phiên bản thép với dây da màu đen, mặt ngoài là da cá và bên trong là da sweet. Đây là một chiếc đồng hồ New. Với size 41.5 này thì phù hợp hầu hết cho tất cả những người đàn ông. Đeo vào sẽ rất sang, rất đẹp. Và hôm nay Kỳ Lân vinh hạnh, vinh dự khi được giới thiệu một chiếc đồng hồ Omega chính hãng mà do khách hàng đặt của Kỳ Lân Luxury. Đây là chiếc đồng hồ New. Khi đồng hồ về đến nơi showroom và Kỳ Lân chuẩn bị tiến hành đi bàn giao sản phẩm đến tận nơi của quý khách, tận tay và tận nơi cho vị khách hàng này luôn. Đây là cái bì đựng giấy tờ hóa đơn của Kỳ Lân. Giá tiền, tên khách hàng mua, ngày mua và thời hạn bảo hành. Và tất cả thông tin của sản phẩm đồng hồ này nằm trong phiếu bảo hành này. Và là lời cảm ơn từ Kỳ Lân Luxury. Và đương nhiên sẽ có những phần giám định đi kèm bên ngăn này của cái hồ sơ bán hàng này đến với vị khách hàng. Một sản phẩm giá trị sẽ đi kèm với một bì hồ sơ sản phẩm rất sang, đầy tinh tế về sự chỉnh chu mà Kỳ Lân gửi gắm đến với tất cả quý khách hàng. Sau khi chuẩn bị xong thì Kỳ Lân sẽ đóng hộp lại và tiến hành đi bàn giao. Đây là cái túi sách của Kỳ Lân Luxury. Kỳ Lân sẽ đặt vào cái túi sách của Kỳ Lân Luxury. Rồi, sau đó bì hồ sơ hóa đơn sản phẩm, thông tin sản phẩm và lời cảm ơn của Kỳ Lân sẽ được để vào để bàn giao đến tận nơi, tận tay, tận nơi của quý khách. Rất đẹp, rất sang. Kỳ Lân Luxury, sang trọng, đẳng cấp, thượng lưu.